Nhận định bóng đá Luxembourg với Bồ Đào Nha. 1:45 phút ngày 31 tháng 3. Không may cho chủ nhà khi phải đón tiếp một đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha ngay vòng loại và cơ hội để Luxembourg giành chiến thắng không nhiều. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bồ Đào Nha vừa trải qua một chiến thắng trước Azerbaijan, nhưng không được xem là vinh quang mà là một thất bại, bởi Bồ Đào Nha chỉ ăn may nhờ một pha phản lưới nhà của đối thủ mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Bồ Đào Nha đang ôm mối hận và dự đoán họ sẽ chút hận ở trận đấu gặp Luxembourg tới đây. Ngoài việc giành chiến thắng thì màn đối đầu với Luxembourg tới đây cũng là cơ hội tốt để huấn luyện viên Fernando Santos tìm ra lối chơi hợp lý cho đội bóng của mình. Trong khi đó, Luxembourg đang ở đẳng cấp khác xa so với Bồ Đào Nha. Trải qua 9 lượt đấu trên sân nhà gần đây, họ chỉ có được duy nhất một chiến thắng. Lịch sử thi đấu của hai đội Luxembourg cũng đã để thua hoàn toàn trong 9 lần đối đầu gần đây. Đứng trước một đội bóng mạnh đang quyết tâm giành chiến thắng như Bồ Đào Nha, chủ nhà Luxembourg khó mà ngăn cản. Soi kèo tài xỉu Luxembourg với Bồ Đào Nha. Trong hai màn đối đầu gần đây, Bồ Đào Nha kết liễu Luxembourg với 3 bàn cách biệt. Còn ở thời điểm hiện tại, quyết tâm của đội khách đang dâng cao, cùng với đó là Ronaldo chỉ còn cách 7 bàn thắng để thiết lập kỷ lục người ghi bàn nhiều nhất cho Bồ Đào Nha. Do đó, trước một đội thủ kém hơn như Luxembourg, Ronaldo và đồng đội chắc chắn sẽ tận dụng thời cơ để ghi nhiều bàn thắng. Chuyên gia dự đoán tỷ số bóng đá đêm nay khuyên người chơi đặt cược kèo xỉu, chọn tài 2.5/3.